Vâng, hello các bạn. Ở kênh Quy Nhơn GT. Hôm nay quay cái đường từ Nhân Lý về Quy Nhơn, cái đường mới á, họ đang thi công. Cho mọi người xem. Hiện tại thì đến tháng 3 rồi, họ thi công như thế nào. Cho mọi người xem. Thì chủ yếu là bay trên cao các bạn, tại vì cái đường họ đang thi công, mình cũng không có vào được. Đó, đây quay lại cho các bạn xem một xíu. Đây các bạn. Đường họ thi công rất là đoạn này bạn, họ làm rất là bo luôn bạn, họ làm đoạn kia này đó, bốn sáu làn xe đó bạn, sáu làn xe luôn chứ không phải bốn đâu, họ rất là bo. Nhưng mà đến đoạn này sao lại bóp lại nó nhỏ hơn. Đến đoạn này sao lại nhỏ hơn bạn, các bạn xem clip flycam nhé. Ở to ở phía ngoài kia thôi các bạn. Nếu mình đoán không nhầm thì đi thẳng qua sẽ là Đầm Thị Nại và gặp với đường An Nhơn Đầm Thị Nại các bạn. Nếu sau này thành phố làm thêm cây cầu Thị Nại 3 sẽ ok. Từ vị trí mình đứng mà nếu mà qua bên đường này, qua bên Nhân Lý các bạn, ngay chỗ FLC cổng sâu á, thì chắc cỡ 2 km, nó sẽ gần hơn cái đường hồi giờ mình đi thì khoảng 4 đến 5 km các bạn, chừng đó đó các bạn. Phóng lớn cho bạn xem này. Chạy vào phía trong giữa đoạn quay ra cho các bạn xem này. Công trường đang thi công, mình chỉ đi bên cạnh đó, họ làm các cái cống thoát nước các bạn, và những cái bồn trồng cây đó. Đoạn ngoài này các bạn làm là 4 hay 6 làn xe này, to này, giống như cái đường ở ngoài đường trục chính các bạn. Đang đầm. Từ ngoài đường mà qua bên Nhân Lý á, cổng sâu đó bạn, ngay hết con đường mới á, thì đường này cỡ chừng hơn 2 km, 2 km, cỡ 2,5 cây các bạn, cỡ đó, gần hơn đường kia cũng khá là nhiều bạn, 4 tới 5 cây. Ở đây có đá sàn họ xây sẵn cho đây luôn các bạn. Đó, ra tới đây là dập ngang vô. Chừng sau này nếu mà có cái đường qua bên Đầm Thị Nại kia, chạy thẳng về An Nhơn nó thì tuyệt. Về Phước Sơn rồi An Nhơn. Đó, đường đây là đi ra các tuyến các bạn. Đường này là mình về Quy Nhơn. Mấy chỗ giao lộ này rộng rãi lắm, nhưng mà đi qua lại cũng đế, tại vì chính vì rộng cho nên nó nguy hiểm. Vâng, các bạn đang xem từ trên cao của tuyến đường qua Nhân Lý mới này các bạn. Con đường này thì đã một lần mình có quay video rồi, nhưng mà quay không đầy đủ thì lúc đó họ cũng mới làm thôi. Còn bây giờ thì tháng 3 năm 2024 thì công việc họ triển khai cũng được khá là nhiều. Ở phía ngoài của đường quốc lộ 19B, trục đường chính của khu kinh tế Nhân Hội đi vào đây, thì các bạn có thể thấy trên cao con đường rất là rộng,
nhưng mà vô tới đây thì không biết là có mở rộng gấp đôi như ngoài kia hay không. Các bạn, bên tay trái đó là sân golf của FLC đó các bạn, còn xa xa hơn đó là khu resort của FLC, còn bên tay phải đó là khu điện mặt trời, và phía trên núi đó là điện gió các bạn. Ở hướng này thì các bạn có thể thấy cái đoạn này họ làm cũng gần xong cái phía ở khu vực sân golf FLC, chỉ còn đoạn mồm núi trên cao kia thì các bạn tiếp tục xem video. Thì máy bay vào trên đỉnh luôn các bạn, bay vào trên đỉnh để các bạn thấy toàn cảnh con đường từ quốc lộ 19 đi Quy Nhơn 19B các bạn, và kết nối qua khu vực của xã Nhân Lý. Vâng, phía này thì các đơn vị thi công tiếp tục việc san lấp mặt bằng và tiếp tục thi công con đường. Hai bên thì họ đã lên đá dầm và đầm rất là kỹ rồi các bạn. Còn cái đoạn trên đỉnh cao các bạn, đoạn đỉnh cao thì còn khoảng chừng 700-800 mét gì đó nữa sẽ là xong cái tuyến này. Vâng, các bạn đang xem flycam bay thẳng vào đỉnh, qua cái đỉnh này, bên kia là xã Nhân Lý đó các bạn. Vâng, mời các bạn xem toàn cảnh video. Ở video sau thì kênh Nguyên Nhân Chi Tây sẽ review cái phần điện gió ở trên núi này cho các bạn xem nhé, bên phía tay phải đó các bạn. Khoảng chừng vài tháng nữa thì kênh Nguyên Nhân Chi Tây sẽ cố gắng review cái điện gió này với khu resort ở trên núi này cho các bạn xem.